chào anh em. Hôm nay chuyển mấy cái chào chào khách đang quay clip để review cho anh em xem các quy cách cách thức mà anh em sẽ học để làm xe lớn. Thì cái cây lớn thì cảm nhận mình đã hoàn thiện hết rồi, nên là cây mình đã hoàn thiện và sơ sẩy cái thì nguy hiểm anh em. Cầm nuôi lại nó rất là lâu nên là đêm xe cầu thì từ sáng là bắt đầu là 7 giờ là xe mình vô bắt đầu đi làm và tới giờ là 10 giờ rồi mà chỉ mới lên được ở đây cây thôi. Cái cách lên thì chậu là mình sẽ lên trước nè, chậu mình sẽ lên trước rồi xong rồi cây 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 mình sẽ lên sau rồi. Cái này thì anh em làm trong nghề rồi chơi cây, chuyển cây đi chơi đi hỗ trợ đồ nhiều anh em cũng gặp rồi, nên em cũng không có cần nói nhiều rồi để em quay cái này cho anh em tham khảo. Những anh em chưa biết thì anh em mà mới đầu là nuôi cây lớn tham khảo rồi có kinh nghiệm để mà cải tiến những cái cây lớn, đặc biệt là những cái cây mà đã hoàn thiện rồi. 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 Đó, ngã này đi. Xuống xuống.
bị vướng dây điện. Anh em đang xử lý để cho nó nằm nằm không có nằm hoàn toàn nha anh em, nằm xuyên bằng cách là chiên cái bầu, chiên một bên bầu.